Rồi, em Thiện Định xin kính chào quý bà con mình nha. Hôm nay thì ngày 14 tháng 2 năm 2023. Em tiếp tục quay trở lại với chủ đề là làm trái cái mảng cầu Na Thái. Xin giới thiệu với quý bà con, đây là cái vườn mảng cầu Na Thái của nhà em. Thì hôm nay thì cây nó cắt cành được tầm khoảng 10 ngày, mười mấy ngày rồi. Thì những cái tược non nó cũng đang phúng lên nha bà con, đang phúng lên ha. Thì trong cái giai đoạn này thì cũng có một số bạn bè cũng như là khách hàng cũng nhờ em cái giai đoạn này mình cần làm những cái xử lý như thế nào cho cái cây của mình. Thì em đây em quay cho quý bà con mình xem ha. Thì trong cái giai đoạn này quý bà con, cái mùa này á, thì mình cái xử lý cái mảng cầu Na Thái á, thì nó cũng tùy theo cái mùa. Dụ như là mùa nào mà nó mùa mưa thì khí hậu nó ít nóng thì mình xử lý theo cái giai đoạn mùa mưa, còn mùa nắng thì mình xử lý theo giai đoạn mùa nắng. Quý bà con thấy cái tược của cái mùa này á thì nó khá là yếu bà con. Đây do là cái giai đoạn này sau Tết thì cái mùa này là như mùa nắng đó bà con. Thì những cái tược nó ra nó không có sung như mùa mưa, và cái màu tược nó cũng không có được xanh nha bà con. Đó, nó như nó màu nó hơi đây em quay cho mình xem cái màu, đây màu lá nó cũng như hơi vàng vàng á bà con. Đây là mùa nắng mà. Thì trong cái giai đoạn này thì do cái tược, những cái tược non như thế này, quý bà con mình, cha em thì ổng vừa gãi xong hôm qua em vừa gãi xong ở cái canxi bo, ổng cộng thêm vài ký 16, 16, 8 để cho nó có một tí xíu cái dinh dưỡng để nó nuôi những cái tược này. Mình ít thôi nha bà con, 16, 16, 8 là không nhiều nha, nhiều quá là đi đọt nha. Mình chỉ dặn chút ít thôi, cho ví dụ như là một bao khoảng vài ký thôi, không có nhiều nha. Thì đáng lẽ ra cái mùa, khi mà mùa mưa á, cái đọt nó đi nhiều thì chúng ta dặn thêm kali, còn cái mùa này thì chúng ta không cần phải dặn thêm kali nha bà con. Tại vì cái kali nó là trong cái giai đoạn là mình đã tạo mầm rồi, nó cũng không cần kali. Khi nào mà cái cây mà quý bà con mình thấy nó sung á, cây nó sung thì mình mới đi kali. Nhưng mà cái mùa này thì cái tược nó đi rất là yếu, nên bà con mình cũng hạn chế, mình không đi kali nha, chỉ đi canxi bo thôi. Còn ở trên á quý bà con, thông thường á thì vào cái mùa mưa cây nó đầy đủ chắc á, thì bên em từ khi cắt cành đến 20 ngày thì mới phun. Thì bây giờ nó cũng tới giai đoạn mình phun rồi, mười mấy gần 20 ngày là giai đoạn mình phun. Vì mình phun cái gì trên đây thì cũng chia sẻ với quý bà con luôn. Cái thứ nhất là quý bà con, cái vườn quý bà con muốn để được cái cây mình nó phải sạch nha bà con. Cây mình nó phải sạch thì mình phải quản lý được cái thằng nhện đỏ bọ chỉ nè, mà nhện đỏ nè, bọ chỉ với côn trùng hút chích. Nếu mà con không quản lý tốt thì mấy cái đọt này là ra nhiêu là nó hút chích, nó xử lý hết nhiêu là mình đứt trắng vụ mùa luôn. Bởi vì cái giai đoạn nó rất là quan trọng, nên cái vườn của em thì nói chung là có những cái loại thuốc mà em trị tiệt chủng, nên bây giờ là cái cây của em nó không có, vườn rất là sạch đó. Thì mình chỉ xịt ngừa thôi. Thì trong cái giai đoạn xịt ngừa này á, thì em phun, em và cha chuẩn bị sẽ phun cái thằng ở trên thì cũng phun thêm canxi bo nha bà con. Canxi bo phun ở trên, và ở dưới thì mình có gãi canxi bo rồi, nhưng mà ở trên vẫn phun. Thì cho nó tạo mầm đừng ra hoa bà con, phun canxi bo ha. Rồi cộng thêm thuốc khuẩn, rồi thuốc bỏ hút chích với lại sâu bệnh rồi ha. Thì bên em này xài cái thằng chai thuốc nhện của em đó bà con. Em không xịt nó đậm liều, nhưng mà em chỉ ngừa thôi, em chỉ xịt ngừa thôi, thì cái liều nó rất là nhẹ nên nó cũng không có ảnh hưởng gì tới cái tược hết ha, không ảnh hưởng tược bông hết. Thuốc em rút nó mát. Rồi còn cái thuốc khuẩn á bà con, mình có thể xài anh cha con thì nó có cái lớp kẽm bảo vệ,
mà nó cũng không phải là thuốc nóng nha, mình xài đúng vừa liều thôi, mình cũng giảm liều, hoặc là mình có thể xài Rigumin ha, và một số cái loại thuốc mà diệt khuẩn khác tùy vào cái vùng của bà con mình xài nha bà con mình ha. Đó thì cái giai đoạn này thì mình chỉ xử lý một số cái việc như thế thôi. Còn đối với vườn của em thì do cái mùa này nó mùa nắng nên cha có mua gần 60 cuồng gom, tải được mấy cuồng rồi nè, là cha đậy gốc cho nó giữ cái ẩm cái gốc, cho nó tiện lợi trong cái việc mà tạo mầm cũng như là tạo hoa, có cái độ ẩm này nó dễ dàng hơn nha bà con. Đó, thì hôm nay thì cũng chia sẻ cho quý bà con mình đôi điều về cái việc sau khi cắt cành từ 15 đến 20 ngày rồi thì mình sẽ làm gì. Đó thì đây là những cái gì mà em chia sẻ thực tế cho quý bà con mình ha, cái vườn của cha em làm như thế nào thì mình chia sẻ lại cho bà con mình vậy ha. Thì cái mùa nắng này nó cũng rất là nguy cơ nó cái tược nó đi không nổi rất là cao nha bà con. Khi mà bà con gãi cành nè, bà con thấy không, mấy cái hạt mới gãi cành cành xì bò với thằng trộn 16, 16, 8 á bà con, ít thôi nha. Đó thì để cho cái cây nó bật được ha, chứ mùa này mà mình cây nó yếu quá thì nó không có bật được cao, nó không có, xin lỗi nha, bật được mạnh á thì bông nó ra cũng không nhiều nha bà con. Đó, em nói là cái khâu quan trọng nhất là cái khâu mà bà con mình quản lý sâu bệnh ngay từ đầu á, chứ đừng để bị bệnh rồi mới quản lý. Có nhiều khách cũng bây giờ thì cũng mới biết tới em, cũng giờ này thì có những cái giai đoạn bông thì mới phát hiện ra bọ chỉ nhện đỏ, thì đôi khi nó trễ lắm bà con, mình phải xử lý ngay từ đầu. Cái gì nó cũng ban đầu phòng ngừa là chính nha bà con, chứ đừng để có rồi mình mới xài hoặc là mình sử dụng thì nó không êm gì đó. Bà con thấy cái cây em rất là sạch nha bà con, cây rất là sạch, không có vấn đề gì, cây em rất là sạch. Rồi thì mình cứ vậy đó, rồi mình tiếp tục mình xịt ở trên cũng từ 7 đến 10 ngày cho đến khi là nó ra gỗ hoa thôi, rồi mình bắt đầu thụ phấn đó bà con. Đó thì hôm nay cũng chia sẻ đôi điều cùng với quý bà con trong cái giai đoạn này thì mình cần làm cái gì. Thì em xin nhấn mạnh lại một điều là bà con nên quản lý tốt về cái việc mà chúng ta quản lý sâu bệnh côn trùng hút chích, là cái vườn nó phải tuyệt thì bà con mình mới làm trái làm bông được. Còn cái vườn mà còn thì quý bà con mình phun vào thì nhiều khi nó không đúng thuốc á thì nó sẽ bị trái đọt vân vân, nó khá là nhiều cái vấn đề ha. Thì những cái thuốc mà em chia sẻ cho bà con thì em đã sử dụng trên cái vườn nên quý bà con cứ xài thì cứ yên tâm, em rất là mạnh dạn trong những cái việc em chia sẻ này cho bà con, cứ yên tâm đó. Rồi em cũng cảm ơn quý bà con đã luôn quan tâm cũng như là ủng hộ kênh của em. Chúc quý bà con một cái vụ mùa mới gặt hái nhiều thành công và trúng mùa nè, trúng giá luôn nha quý bà con. Cái này không có na thì em đang cắt na, thấy em đi khơi khơi gì đó chứ em làm đủ chân á, mà em không có làm, ta làm không à. Giờ này đang cắt mặn nè, cắt na, cắt vú sữa còn kim nữa bà con. Thì nói chung cố gắng phấn đấu làm thôi. Rồi cảm ơn quý bà con rất là nhiều nha. Mọi chi tiết xin liên hệ em thầy Đỉnh Thuận Ân Thuốc Nốt Cần Thơ. Số điện thoại là 0961084636. Hẹn gặp lại bà con vào video sau. Ngay kính chào.